quan không khí của chợ hoa của thành phố Hà Nội. Bao nhiêu tiền cành đào đấy ạ? Vâng, 500 một cái cành đào. Và mọi người đang tấp nập mua cho mình những cành đào ưng ý. Bây giờ chúng ta tiếp tục tới những tác phẩm nhất chi mai. Vâng, nhất chi mai tuyệt đẹp. Vâng, đồng thời ở đây họ trưng bày rất nhiều những cây mai đỏ của Trung Quốc. Còn rất nhiều những cây mai khá lớn ở khu vực này. Chơi để có đéo lắm. Để lên giường ạ. Đào này mà lại không lo nữa, chẳng lo nữa. Đào này quá tầm luôn. Vâng, trung bình những cành đào ở trong khu vực này có giá từ 400, 500, 600. Vâng, cành đào họ đã cầm trên tay giá là 600.000 ạ. Vâng, cành đào này 600. Vâng, mình quay xa một chút để các bạn hình dung. Vâng, cành nhỏ 100.000. Vâng, và chung kết cành này là 600.000 ạ. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào khu vực bày bán rất nhiều những hoa tươi. Vâng, rất nhiều khách hàng đang chọn cho mình những bó hoa để chơi trong những ngày Tết. Đúng 100 củ. Trăm năm mươi nghìn một cành. Trăm năm mươi nghìn. 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 Ta tiến sát vào một chút. Vâng, chỉ còn một vài ngày nữa thôi là tới Tết nên mọi người đang hối hả chọn mua cho mình những cây cảnh ưng ý để về chơi Tết. Bao nhiêu tiền à? Bao nhiêu tiền à chị ấy? Bao tiền đâu? 250. Vâng, một tác phẩm thủy tiên trong chậu, trong một cái
cái chậu thủy tinh này là 250.000 ạ. Đưa các bạn đi tham quan ba cây nhất chi mai tuyệt đẹp trong khu vực này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến đến từng tác phẩm một. Mà các bạn có thể quan sát được kỹ cái tác phẩm đầu tiên này. Cái chu vi của cái gốc cỡ khoảng tầm 40 cm. Vâng, ở cái tác phẩm số 2 này thì tuyệt vời. Quá đẹp đấy. Quá đẹp. Quá đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ đến tất tổng số 3. Mà tác phẩm nhất chi mai tuyệt vời. Thật sự là đẹp. Ba tép, bốn tép là gì nhé? Đây này, nó leo lên. Nó mọc vào, nó không phải cuốn. Cuốn. Không phải cuốn.